Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Ngày hôm nay, Lê Hoàng xin được phép làm clip này trước là để giới thiệu cho anh chị và các bạn một dòng sao cạc dùng để thu âm livestream rất là mới, đó chính là con sao cạc K900. Trên thị trường thì anh chị và các bạn quá quen thuộc với các dòng sao cạc như là K300, K500, K600 và mới nhất hiện nay là sao cạc K900. Cái con này thì được cải tiến mọi thứ về ngoại hình lẫn chất lượng bên trong. Như anh chị và các bạn cùng thấy, ngoại hình của nó có một cái màu trắng như thế này và trên nền trắng chúng ta lại có những ánh đèn lung linh. Còn về chất lượng thì khỏi phải bàn rồi. Chất lượng của con này khá là tốt ha. Thu ra rất là chắc và tiếng khỏe. Đặc biệt là cái tiếng vang trên này echo reverb rất là hay. Và trên cái đường micro nó lại chỉnh được chi tiết hơn. Chẳng hạn như là chỉnh được bass trung treble của micro. Và trên con này có cả chế độ auto tune. Rồi nó có giả giọng của người già, trẻ con, giọng nam, giọng nữ. Và đặc biệt cho anh chị và các bạn nào chúng ta muốn pha trò trên những cái buổi livestream trên Bigo, TikTok thì ở đây nó có những cái tiếng cười, tiếng vỗ tay, tiếng hung hay là lồng vào những tiếng nhạc vui trên này. Rồi bây giờ Lê Hoàng sẽ không nói dài dòng nữa mà Lê Hoàng sẽ hướng dẫn ngay cho anh chị và các bạn về cách lắp đặt của cái con sao cạc này. Cũng như những dòng sao cạc trước thì đầu tiên chúng ta cùng thấy ở đây nó có cái charging port. Thì đây là cái cổng để chúng ta sạc cho cái con sao cạc này. Vì đây là dòng sao cạc có pin, cho nên là chúng ta chỉ cần sạc đầy là chúng ta có thể mang đi chỗ này chỗ kia để chúng ta sử dụng ha. Chỉ cần có wifi mở lên là chúng ta có thể livestream được mọi lúc mọi nơi rồi. Còn con này thì pin của nó chúng ta sạc đầy là chúng ta có thể xài được trong khoảng thời gian khá là lâu. Thì đi trong bộ của nó sẽ có ba cái dây như thế này đây, 1 2 3. Và cái dây sạc là cái dây màu đen này. Nó có hai đầu ha. Thì cái đầu nhỏ này chúng ta sẽ ghim vào đây. Rồi, đầu còn lại chúng ta sẽ ghim vào trong adapter của sạc điện thoại hoặc là chúng ta có thể ghim vào trong những cái ổ điện có cái cổng USB như thế này là chúng ta có thể sạc được cho con sao cạc này rồi. Còn nếu mà chúng ta sạc đầy rồi thì chúng ta có thể tháo ra hoặc là đang hát mà nó hết pin thì chúng ta cũng có thể vừa sạc vừa hát được luôn ha. Tiếp theo ở đây là cổng OTG thì dùng cho những anh chị và các bạn nào chúng ta muốn livestream với thiết bị OTG. Ở đây nó có cổng mic 1 và mic 2 thì đây là cổng micro ha. Chúng ta có thể ghim cả hai micro một lượt cũng được. Rồi Lê Hoàng sẽ ghim micro vào đây ha. Tiếp theo là cổng headset. Cổng này thì nó sẽ sử dụng tai nghe và micro trên tai nghe luôn. Trong trường hợp anh chị và các bạn chúng ta mang đi chơi xa hoặc là di chuyển chỗ này chỗ kia chúng ta không muốn mang theo micro rời hay là những thiết bị khác thì chúng ta chỉ cần mang theo một cái tai nghe thôi. Tai nghe tương tự như thế này thì lúc này gắn vào cổng headset thì cái tai nghe này nó vừa đóng vai trò là tai nghe và nó sử dụng luôn micro trên con tai nghe này luôn. Đó là khi chúng ta muốn sử dụng tai nghe cũng như là micro trên tai nghe luôn ha, thì chúng ta xài cổng headset. Còn bình thường thì chúng ta đang sử dụng micro rời cho nên chúng ta không xài cổng headset mà chúng ta sẽ xài cổng earphone ở đây. Cổng earphone này là cổng để ghim tai nghe vào. Thì khi ghim tai nghe vào đây, nó sẽ đóng vai trò là tai nghe thôi. Speaker này là cái đường để chúng ta có thể kết hợp ra ngoài âm ly, ra ngoài loa, kẹo kéo, loa vi tính. Thì ở đây là đường 3.5, anh chị bạn coi coi cái thiết bị của anh chị và các bạn đầu vào là cổng nào thì chúng ta sẽ mua từ 3.5 vào cổng đó. Thường thường thì bây giờ sẽ có âm ly thì cổng hoa sen, loa kẹo kéo thì có cái hoa sen có cái 3.5. Thì nếu mà là hoa sen thì chúng ta mua 3.5 ra hai đầu hoa sen. Còn nếu mà là 3.5 luôn á thì chúng ta mua là từ 3.5 ra 3.5. À, cái bộ mình này là cái cổng để chúng ta có thể lấy nhạc vào trong con sao cạc K900 này. Thì đây nó cái dây hai đầu 3.5 nè. Một đầu chúng ta sẽ ghim vào đây, acoustic. Rồi, cái đầu còn lại này chúng ta sẽ ghim vào trong điện thoại để mở nhạc YouTube xuống. Hoặc là máy vi tính thì chúng ta có thể ghim vào cổng tai nghe. Hoặc là chúng ta có thể lấy nhạc từ trên TV xuống. Thì tùy theo ha, chúng ta coi coi TV của chúng ta cổng nào thì chúng ta sẽ mua cái dây nó phù hợp ha. Từ cổng đó xuống 3.5 như thế này. Ngoài ra thì cái con sao cạc này có Bluetooth, cho nên là chúng ta có thể bắt nhạc từ Bluetooth xuống. Chúng ta không cần ghim cổng dây này cũng được. Vì là hướng dẫn cho nên Lê Hoàng sẽ hướng dẫn chi tiết cho anh chị và các bạn. Rồi, line 1 và line 2 thì đây là hai cái đường để chúng ta có thể phát livestream ở một cái điện thoại thứ hai để chúng ta phát lên trên Facebook, trên YouTube, TikTok, Bigo chẳng hạn. Thì trong bộ của nó cũng có một cái dây hai đầu 3.5 như thế này ha. Rồi, một đầu chúng ta sẽ ghim vào cổng line. Đầu còn lại này thì anh chị và các bạn chúng ta ghim vào cái điện thoại thứ hai ha để chúng ta phát livestream hoặc là chúng ta thu âm trực tiếp vào trong điện thoại. Thu âm vào điện thoại thì chúng ta chỉ cần mở camera quay phim bình thường là chúng ta có thể thu âm vừa có hình vừa có tiếng của chúng ta. Tùy vào một số dòng điện thoại mà nó sẽ bị kén cái camera gốc cho nên chúng ta phải tải một cái app thứ ba vào, chẳng hạn như là app Viva Video.
Ngoài ra, anh chị và các bạn chúng ta có thể sử dụng thêm một cái dây lai rời bên ngoài như thế này. Thì cái này nó sẽ không có trong bộ. Anh chị và các bạn yêu thích thì chúng ta có thể đặt thêm dây lai XOX MA2 ha. Dây lai của chúng ta như thế này, XOX MA2, nó có 3 đầu. Rồi, một cái đầu màu hồng chúng ta sẽ ghim vào đâu? Chúng ta sẽ ghim vào cái cổng speaker. Cái đầu màu xanh này chúng ta sẽ ghim vào cổng micro. Và cái đầu màu đen còn lại này chúng ta sẽ ghim vào trong cái điện thoại phát livestream. Đó, thì tùy theo nhu cầu mà chúng ta có thể mua thêm cổng dây lai XOX MA2 này. Rồi sau khi anh chị và các bạn chúng ta lắp đặt xong thì chúng ta sẽ chỉnh con sao cạc này. Chúng ta sẽ đè cái nút này khoảng 3 giây, nó sẽ mở nguồn cho sao cạc lên sáng đèn. Đó, rất là đẹp như thế này. Rồi, bên này chúng ta sẽ chỉnh được tiếng treble của micro, tiếng bass của micro, tiếng trung của micro. Và đây là âm lượng của micro lớn nhỏ ha, nằm ở đây. Rồi, bên này là music, là âm lượng của nhạc. Lê Hoàng sẽ cho tiếng nhạc vào. Đó, rồi, chúng ta mở nhạc lớn nhỏ đây. Lớn nhỏ đây. Rồi, tiếp theo bên này monitor. Monitor này là âm lượng tổng ha, của tiếng mic và tiếng nhạc luôn. Tiếp theo bên này, cái nút rất là hay của con sao cạc này là tiếng vang. Echo reverb nằm đây. Đó. Tắt. Rồi, lên tiếng vang nè. 6 6 7 7 lê hê. Đó, thì tùy mọi người thôi. Mọi người thích cái tiếng vang nhiều ít thì chúng ta sẽ sử dụng ở đây ha. Đó, rồi. Lê Hoàng đang chia sẻ nên Lê Hoàng để tiếng vang ít ít thôi, để cho mọi người chúng ta dễ nghe tiếng của Lê Hoàng. Rồi, chúng ta cùng nhìn thấy ở đây thì nó có biểu thị, này là đèn của tai nghe, đèn của micro. Rồi, bên này nó sẽ có những cái nút chế độ tiếng vang. Ví dụ karaoke nhấn vô nè. Lô, 6, đẩy tiếng vang lên xíu đi ha. Rồi, những cái hàng nút ở bên đây nè, nó sẽ ảnh hưởng tới cái nút ở đây. Chúng ta chỉnh ở đây thì cái hàng nút này nó sẽ thay đổi. Ví dụ đang ở chế độ karaoke, muốn tiếng vang ít, rồi muốn tiếng vang nhiều, 6, 6, 7, lê, lê, à, rồi ví dụ như concert hall, lê, lê, đó, chúng ta nghe cái tiếng reverb nó khác đi đúng không, lê, 6, 6, thì tùy mọi người thích cái nào chúng ta để cái đó, chúng ta chỉnh ở đây, rồi, recording studio, lê, 1, 2, 2, 6, đó. Rồi, tiếp theo bên này, original sound. Cái này là chế độ tiếng mộc, à, nó sẽ tắt hết tiếng vang luôn. Thì cái này sẽ sử dụng cho anh chị chúng ta thu truyện tranh, thu kinh Phật, thu giọng đọc, thu sách. Ha. Rồi rap. Rap thì chế độ này, chúng ta nghe cái tiếng của chúng ta nó trầm hơn, đúng không? Và tiếng vang nó ít hơn. Và nó tiếng vang nó dứt khoát rất là nhanh. Tại vì đọc rap mà. Đó, thì anh em nào đọc rap chúng ta để chế độ này. Rồi, bên này thì có Bluetooth nè. Rồi chế độ giảm tiếng ồn. Rồi bên này, chúng nhìn thấy này. Lê, 6, 6, lê. Đây là chế độ vang. Đây cũng là cái chế độ vang. Hai cái chế độ này là hai chế độ mặc định. Chúng ta không chỉnh được ở đây nha. Đó, mặc định. Chúng ta chỉ chỉnh bên này được thôi. Còn bên này là mặc định. Rồi, để karaoke đi. Rồi, electronic sound. Cái này thì nó là chế độ auto-tune. Ha, nó làm cho cái giọng chúng ta luyến lái đi. Rồi, nhấn vô thử. Ở đây chúng ta sẽ có những cái tông bài hát nè, chúng ta chọn đó, tùy ha. Rồi hát thử nè. Và giá như chưa từng quên, chưa quan tâm nhiều về nhau, chắc có lẽ giờ đây ta đã hạnh phúc. Thì anh chị bạn chúng ta chọn đúng cái tông, à, mình đang để cái tông nó hơi hỏng giống với cái giọng của mình. Thì anh chị bạn chúng ta có thể lên cái trang hợp âm Việt á, này chúng ta lên đó chúng ta coi bài hát đó tông gì thì chúng ta chọn tông đó ha. Ví dụ mình chọn thử đây. Rồi đang để cái tông mi ha. Rồi hát thử. Autotune thì chúng ta tắt cái tiếng vang để vừa vừa thôi, đừng để nhiều quá. Và giá như chưa từng quen, chưa quan tâm nhiều về nhau. Đó, chúng ta nghe nó luyến lái theo cái giọng của chúng ta. Thì chúng ta có thể chọn đúng tông bài hát và chọn autotune để chúng ta hát ha. Còn những ai không thích, chúng ta để chế độ bình thường thôi. Rồi, không có autotune nữa, tắt tiếng đi. Tiếp theo chế độ dozer này nó sẽ ưu tiên cho micro. Là ví dụ như đang có tiếng nhạc mà chúng ta nhấn vô đây thì tiếng nhạc sẽ nhỏ xuống và cái tiếng mic nó sẽ lớn lên, tựa tựa như chế độ MC á. Mình thử ha, mở nhạc lên. Rồi, có tiếng nhạc đang hát, thấy chưa? Nhấn vô đây. Giờ mình nói nè, thấy chưa? Mình đang nói thì cái tiếng nhạc nó sẽ nhỏ đi, mình im nha. Thấy chưa? Mình im thì cái tiếng nhạc nó sẽ lớn lên.
Rồi, bỏ này đi ha. Tiếp theo, cái chế độ Mood Original Sound này cũng khá là hay. Mình tắt tiếng nhạc đi. Rồi, cái nút này nè, nó sẽ sử dụng khi anh chị bạn chúng ta karaoke mà cái nhạc mới quá, nó chưa có cái nhạc karaoke, chúng ta nhấn vô đây thì tự nhiên nó sẽ tắt tiếng ca sĩ, nhưng mà nó sẽ tắt ở cái mức độ nào thôi nha, chứ nó không phải là tắt sạch sẽ giống như một cái beat karaoke mà anh chị và các bạn chúng ta tải trên mạng xuống. Thì cái này chúng ta sẽ dạng giống như là bí lắm, cái bài nào không có karaoke thì chúng ta sử dụng cái này, ví dụ luôn ha. Rồi mở lên đó. Rồi bây giờ mình sẽ tắt đi đó, anh chị bạn thấy không, thì nó sẽ tắt được cái tiếng ca sĩ nhưng mà sẽ tắt không hết, nhưng mà cái chất lượng nhạc của nó thì nó cũng sẽ không có 100% như cũ. Rồi nhấn vô đây thì nó có tiếng lại. Nhớ thương một người. Ok, rồi nói chung là cũng khá là hay ha. Những cái bài nào mà không có nhạc karaoke mà muốn hát lắm thì nhấn vô này. Rồi ở đây thì nó sẽ giả giọng đàn ông. Alo, 1, 2, xin chào tất cả mọi người, tôi là Lê Hoàng Studio. Giọng nữ. À, xin chào mọi người, mình là Lê Hoàng, mình thành nữ rồi nè. Rồi. Giọng con nít. Xin chào các cô, các chú, con là Lê Hoàng. Ok. Trở lại bình thường đi. Rồi ở đây là cái nút play, là cái nút bao, dừng lại hoặc là chơi nhạc tiếp ha. Rồi có những cái tiếng nhạc vui. Đây, ví dụ nè. Đó. Vỗ tay. Tiếng cười. Rồi. Hay quá, vỗ tay. Rồi, đó là toàn bộ chức năng trên con sao cạc K900 này. Cái tiếng của nó thu ra rất là chắc và nghe rất là khỏe ha. Bây giờ Lê Hoàng sẽ hát một đoạn cho anh chị và các bạn chúng ta cùng nghe nha. Rồi, chúng ta mở YouTube lên thôi ha. À, không dây, kết nối Bluetooth vô mà, rất là dễ thôi. Chúng ta mở, chúng ta hát thôi. Mười năm rồi anh xa em như chim xanh quên tổ tôi tình. Mười năm rồi em bơ vơ ôm trong lòng niềm thương nỗi nhớ. Một người đi quên neo về, người tình ơi sao vẫn chờ, sao vẫn đợi, vẫn chờ tình anh cho buồn tuổi xanh. Chúng ta thể chỉnh cái tiếng micro nó nhỏ lại xíu, rồi tiếng vang nó nhỏ lại xíu, cân đối sao cho nó phù hợp bài hát là được ha. Rồi chúng ta vô hát thôi. Anh buông trôi đi theo lời thề non hèn biến, giờ còn đâu bao lời thề, đã thành mây bay không về. Nay trong đời chỉ còn em thôi, hỡi người tình ơi. Rồi thì nói chung lại là chỉ vậy thôi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem clip của Lê Hoàng. Anh chị và các bạn yêu thích thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng Studio để đặt hàng về nha. Và anh chị và các bạn có thể tham khảo giá chi tiết trên website www.lehoangstudio.com. Trên đó có đầy đủ thông tin cũng như là tất cả các sản phẩm của Lê Hoàng đều để trên đó ha. Rồi cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip của Lê Hoàng. Xin chào.